là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây tỉnh Sóc Trăng qua địa bàn huyện Thành Trị đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đảm bảo kế hoạch góp phần đưa toàn dự án hoàn thành đi vào sử dụng vào năm 2024 theo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây tỉnh Sóc Trăng có tổng chiều dài 56,7 km, khởi đầu tại quảng lộ Phụng Hiệp phường 3 thị xã Ngã Năm, Dự án tiếp tục đi qua địa bàn huyện Thạnh Trị, Mỹ Xuyên đến điểm cuối nối vào đường tỉnh 935 tại phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Trên địa bàn huyện Thạnh Trị, dự án tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây đi qua 5 xã thị trấn, có chiều dài 20,4 km với tổng số 450 hộ dân bị ảnh hưởng mặt bằng. Nhận thức tuyến đường này vừa phục vụ thiết thực cho chính đời sống sinh hoạt đi lại giao thương của người dân, vừa góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang diện mạo nông thôn. Các hộ dân bị ảnh hưởng ở Thạnh trị đã đồng tình ủng hộ, góp phần cho công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện diễn ra thuận lợi. Được làm lộ vậy mở rộng dòng thấy cũng đẹp lỗ đẹp và hơn nữa cũng thoải mái lắm, xe cộ nó rộng rãi đi tới lui nữa dễ dàng hơn. Trong tổng chiều dài 20,4 km của dự án trên địa bàn huyện Thạnh Trị, công ty cổ phần xây dựng Tân Nam là một trong hai nhà thầu chính, đảm nhận thi công 13 km và 12 cầu trên tuyến. Mặt bằng thi công dự án được địa phương bàn giao từ ngày 15 tháng 4. Công tác giải phóng mặt bằng được huyện quan tâm thực hiện tốt, sớm bàn giao mặt bằng và mặt bằng được giao liền tuyến nên tạo nhiều thuận lợi cho nhà thầu thi công hiện tại để cái phần mặt bằng thì cũng cũng nhờ chủ đầu tư đã bàn giao cũng tương đối là là, là tốt nó tạo thuận lợi cho nhà thầu một cái là cái cái việc của mình nó nó làm việc cuốn chiếu nó nó liên tục hiện tại tiến độ thi công dự án đang được nhà thầu đảm bảo kế hoạch đề ra đơn vị thi công đang tập trung thi công đào khuôn nền đường phần 3 km còn lại đoạn từ thị trấn Hương Lợi ra thị trấn Phú Lộc phấn đấu đến ngày 30 tháng 6 sẽ cơ bản hoàn thành bơm các nền đường 12 cây cầu trong gói thầu cũng đã được công ty Tân Nam khởi động xây dựng 6 cây, kế hoạch đến cuối năm sẽ hoàn thành các hạng mục cơ bản của phần cầu như phần mố, cọc, trụ cầu. Hiện tại là vừa tăng cường một mũi đóng cọc cầu của phần chỗ cây kè nữa là chỗ km 18. Đó. về phần phía bên quốc lộ là chỗ km 25 và 26 thì vẫn có hai cái cái mũi đóng cọc cầu bên đó vẫn bên đó vẫn đang triển khai cái phần cát đắp khuôn đường. Trong năm nay cái mục tiêu của nhà thầu về phần cầu á, là đến cuối năm 23 là hoàn thành cái phần cơ bản về phần cầu. Đó. Còn lại cái phần đường á, thì hiện tại còn khoảng ba cây số là đang đào đoạn mở rộng ra quốc lộ. Còn lại cái phần cát, phần cát hiện tại là đang là triển khai cái mục tiêu là đây đến 30 tháng 6 là hoàn thành cái cát nền đường. Dự án tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây là công trình trọng điểm của tỉnh, có tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, là tuyến trục ngang có vai trò kết nối các vùng nông thôn, vừa phục vụ thiết thực cho chính đời sống sinh hoạt, đi lại giao thương của người dân, vừa góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang diện mạo nông thôn, tạo động lực mới cho phát triển. Do vậy, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát và thời gian qua, các nhà thầu đã rất khẩn trương, quyết liệt trong tổ chức thi công nhờ đó đến cuối năm 2022 tiến độ dự án đã vượt kế hoạch đề ra góp phần hoàn thành giải ngân nguồn vốn đầu tư công bố trí cho dự án dự án tuyến đường trục phát triển kinh tế đông tây tỉnh sóc trăng là dự án trọng điểm của tỉnh do đó đã được tỉnh quỹ quỹ ban nhân dân tỉnh quan tâm và chỉ đạo quyết liệt dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2 000 tỷ với chiều dài khoảng 57 km Hiện nay thì ngoài hiện trường, các nhà thầu cũng đang nỗ lực cố gắng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành theo kế hoạch được giao. Cụ thể năm 2022 đã đạt và vượt tiến độ. Do đó, ban hai cũng đang gấp rút phối hợp với địa phương để đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng nhằm mục tiêu giao cho các nhà thầu những đoạn còn lại để triển khai kế hoạch đúng tiến độ đề ra. Với mục tiêu sớm hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2024 theo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2023 dự án được bố trí nguồn vốn khoảng 400 tỷ đồng, một khối lượng khá lớn đòi hỏi các nhà thầu phải tập trung triển khai các giải pháp thi công. Những đoạn tuyến đã giao mặt bằng sạch được các nhà thầu tập trung máy móc, phương tiện, nhân lực để đảm bảo tiến độ. Ngay từ đầu năm ban quản lý dự án 2 đã xây dựng kế hoạch cụ thể hàng từng hàng tuần, hàng tháng nhằm đẩy nhanh tiến độ đối với các đoạn đã bàn giao mặt bằng sạch thì nhà thầu cũng đang tập trung máy móc, thiết bị, phương tiện đầy đủ để đảm bảo tiến độ nhằm đẩy mạnh cái việc hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn được giao mặt khác để hoàn thành các đoạn tiến còn lại theo ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Với vai trò là dự án trọng điểm, cấp bách, then chốt được ưu tiên đầu tư để phát triển kinh tế xã hội, dự án đường trục phát triển kinh tế Đông Tây tỉnh sóc trăng khi hoàn thành sẽ kết nối khu vực phía tây tỉnh sóc trăng với các tỉnh bạc liêu, hậu giang, cần thơ và cà mau thông qua việc kết nối quốc lộ 1 a, quốc lộ quảng lộ phụng hiệp, quốc lộ nam sông hậu từ đó sẽ tạo nên các trục ngang giao thông liên kết các vùng kinh tế nông lâm nghiệp và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân tại địa phương, góp phần thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống của nhân dân vùng nông thôn trong tỉnh.